Xin cảm ơn các bạn thiếu nhi nhà xứ Nội Bài đã gửi đến cộng đoàn điệu múa nón uyển chuyển và tràn ngập một niềm cậy trông. Vâng, kính thưa quý vị, qua từng ca từ trong tiết mục vừa rồi, Thiên Chúa được ví như mặt trời, trái đất hay người mẹ hiền. Tất cả những hình ảnh đó mang lại cho chúng ta cảm giác Thiên Chúa thật là gần gũi và thân thương, đơn sơ và nồng ấm như đời sống của Thánh Nữ Teresa Hải Đồng. Khi nói chuyện với dân chúng, Chúa Giêsu lại tự sánh ví mình như cây nho và gọi mọi người là cành nho. Cây nho là một biểu tượng linh thiêng trong văn hóa Do Thái. Nó cũng giống như cây tre của người Việt Nam. Thành thử ra, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho, dùng chính văn hóa Do Thái để truyền đạt thông điệp mầu nhiệm hiệp thông. Và hình ảnh cây nho ấy đã ảnh hưởng khắp cùng thế giới, cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ trong nền văn hóa của người Pháp. Nhờ đó, một cành nho xanh tươi mang tên Teresa Hải Đồng Giêsu đã ra đời và trổ sinh nhiều hoa trái suốt mấy trăm năm qua. Và để nhớ lại lời Chúa khi xưa, giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng đến với nhạc khúc nước của Cha Ân Đức với âm điệu đậm nét văn hóa Việt. Nhạc phẩm Chúa là cây nho qua tiếng hát của Lâm Hành, Phương Linh và nhóm múa Can Về. Và ngay sau tiết mục Chúa là cây nho, xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức một tiết mục của các bạn thiếu nhi nhà xứ Nội Bài được mang tên Học với Giêsu. Xin mời quý vị nộp một tràng pháo tay để chào đón hai tiết mục tiếp theo. Thank you.
cha con, Chúa là mẹ con, Chúa thương vô vàn, có tình nào hơn, chăm sóc vô vẻ ngày đêm vang tiếng ru hiền. Chúa là anh con, Chúa là chị con, Chúa đỡ nâng hoài mỗi ngày trên đường con bước. Chúa ủi an bằng lời vui chan hòa sức sống. Trong niềm vui mẹ hội thánh dấu yêu ôi tuyệt vời, để từ đây con không mất lời khen tình yêu Chúa hoàn thánh ân diệu huyền. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa. Để từ đây con không mất lời khen tình để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.